chào đại gia đình nha. Hôm qua thì đi thăm ruộng đó, thì ở quê mình đó, ngoài cái việc mà làm gãy làm ruộng, như làm ruộng thì trồng lúa, làm gãy thì người dân ta trồng đậu, trồng bắp, trồng củ sắn, trồng đủ thứ hết đó. Thì ở quê mình cái sen đó, thì người dân ta cũng trồng nhiều lắm nha đại gia đình. Thì ông gặp ông anh ông quen ở xóm thì ông cũng cho mình một ít gương sen già nè. Thì ở nhà mình hay thường làm cho đại gia đình ăn á, thường mình là nấu chè hoặc là mình luộc ăn. Nha. Sen này nấu chè thì mình phải bóc cái vỏ ra. Bóc vỏ ra thì nó mất thời gian quá. Hôm nay mình làm món món cũng tương đối là cũng quen thuộc nhà mình, đó là mình sẽ rang để cho mấy ông già bà cả uống nước trà và cho mấy bé thì nó ăn chơi. Hôm nay mình làm sen rang nha mọi người. Đó, sen thì mình bóc, mình sẽ bóc ra. Đó, lấy hột ra. Sen này là nó già rồi. Bóc hột sen ra, mình lấy hột sen ra nha mọi người. Mọi người cũng thường thấy sen, gương sen tươi đó, mọi người cũng ăn đó. Này nó không có ấy nữa thì nó già rồi. Đó. Nó già, cái hột nó nâu nâu nè. Nay làm món ăn cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi mấy ông già bà cả thì uống nước trà buổi trưa. Tại vì hôm trước có quay chia sẻ cho cả nhà rồi đó, cái đường ở trong này á, là đường đi lại khó khăn lắm, mà nó cũng vắng nữa, nên nó là có quay cái clip mà kể về cái con đường đó là chỗ chú Tám với anh Hai đó, làm con đường để cho người dân đi lại dễ dàng hơn đó. Thì ở trưa ở đây không có bán gì ăn hết trơn á, không có bán đồ ăn trưa. Ở trưa thì cũng buồn miệng nên làm cái này ăn cho nó đỡ, nói chung là có gì thì ăn nấy. Mà gương sen này thì ăn cũng tốt cho tim mạch đó, cho nó hợp với mấy người già đó. Trẻ thì mình ăn, mấy bé thì mình ăn thì nó dễ ngủ đó. Sen hột to to không à, hột sen to đùng luôn á. Này gương nè, nó già đó. Ở quê mình mấy cái vùng đất mà lung chủng rồi á, làm lúa không có trúng đâu, nên họ thường người dân mình trồng sen không à. Trồng sen thì kinh tế nó cũng tương đối cao đó, rồi xong thì nó phù hợp nữa. Để đất chủng mình bằng lúa nè, nó thắt không có được gì hết trơn á, rồi lỗ. Nên cái nghiên cứu rồi xong thời gian thì ở đây đất chủng thấp là họ trồng sen hết. Nếu mà sen còn non thì họ bán gương sen tươi. Mấy cái này nè do hái nhiều quá, nhiều khi nó sót lại á là nó nâu nó già nè, nên bán qua sen sen nâu. Còn khô nữa thì mình bán sen khô, hạt sen khô mà cả nhà ăn thấy cứng đó là sen khô đó. Còn này hạt sen nó vẫn còn mềm nha cả nhà. Đó. Mình lật ra đi. Cả nhà ơi, nãy giờ mình cũng hơn 30 phút lọt tích cực nè. Mình cũng lọt được một gỗ hạt sen luôn nè. Tách ra được gỗ hạt sen luôn. Cả nhà thấy hạt sen của mình to không? Thấy hạt sen to bự không? Ngon không? Sen già nha. Đó. Một gỗ luôn á. Rồi chút xíu cả nhà đợi mình chút nha. Mình sẽ quay lại quay chia sẻ cho cả nhà về cái cách mình rang hạt sen theo cái cách thường ngày tại nhà mình đó. Rồi, cả nhà đợi mình chí nha. Cả nhà ơi, sen mình cũng cho vô nồi mình nấu sen rồi nè nha cả nhà. Bếp lửa nó cũng đang cháy phừng phừng luôn rồi nè. Mình nấu sen á, cho nó chín đi. Rồi lúc đó mình mới rang cho cả nhà ăn nha. Đó, nấu sen rồi nghe cả nhà nè, sen đây. Đó, bếp lửa cháy quá trời luôn. Đó. Gió một lát nó tạt qua đây, lát tạt qua bên kia nên mình phải đứng dưới này. Chứ ngồi dưới trên đó ngồi không được luôn rồi.
làm riết mấy đứa nhỏ nó đợi rồi, mấy ông già mà cả thì đợi uống nước trà mà nãy giờ làm chưa xong. Làm chưa xong nữa. Đó, nấu sen đi cả nhà đợi chút xíu đi. Nấu sen chín rồi mình quay chia sẻ nữa nghe cả nhà. Chứ giờ này lửa nó cháy rồi đâu có thấy gì đâu. Đó. Cả nhà nhìn vô nồi mình đi, cái chảo mình đi nó sôi rồi nè. Nè quay sát vô chảo này thấy không? Thấy hột sen nè. Đó, hột sen nó đang nấu nè. Đó. Nước sôi rồi đó. Cũng mau lắm. Cả nhà ơi, qua thời gian chậm lửa tích cực thì hạt sen của mình chín rồi nghe cả nhà. Nó chín mềm rồi nè. Bắt đầu mình cho nước ra đặng mình tiếp tục mình rang cho cả nhà ăn nha. Nè, chín rồi. Hạt sen chín mềm rồi nghe cả nhà. Đó. Ăn luôn. Ngon quá. Rồi nhắc xuống. Nhắc xuống nghe cả nhà, qua đây. Rửa cái chảo là rang thêm cho cả nhà ăn nha. Đó, để đây cho cô đi. Cái này hơi nhiều nghe cả nhà, này nấu chín nãy rồi nè. Mình chia thành hai mẻ đi, mình rang cho nó bung sen nó mình thấy ngon. Đó. Tiến hành mình rang thôi. Rang lửa kêu kêu thôi, lửa kêu kêu nó bung ngon lắm. Chút xíu nó bung lên cả nhà coi nhìn thấy thèm luôn á. Nhìn ghiền luôn á. Ăn vô là mê luôn. Đó bắt đầu bung rồi đó. Củi này tự nhiên nó không cháy luôn rồi. Mình phải đảo rang thì mình phải đảo qua đảo lại cho nó nóng đều, bung hạt sen ra ăn nó bùi lắm nha cả nhà. Đó. Nhìn sao gió nó quay qua quay lại, gió này hồi cái nó quay qua quay lại đúng là củi nấu có nấu thì lửa cháy lên nhiều rồi. Chảy nước mắt rồi. Quá khói rồi cả nhà. Sen gan của mình nữa nghe cả nhà. Cho mấy ông già bà cả uống nước là uống nước trà là khỏi chơi luôn á. Cả nhà thấy nó bung từ từ chưa? Nè bung từ từ nữa thấy không? Sen gan nó bung gì? Nhìn thấy ngon lắm. Ngon mà nó thơm. Thơm rồi đó, bắt đầu thơm rồi đó. Thơm rồi đó nha. Có ai nghe mùi thơm được chưa? Đó, thơm rồi đó, có ai nghe mùi thơm được chưa? Nghe mùi hương vị quê nhà đó. Cái lửa này quá táp rồi. Khói quá khói rồi. Nấu cái củi qua đây đi. Cái củi ở quê là gì đó nha cả nhà, thì nó mấy cục đá nè, mấy cái gạn ông táo là mấy cục đá đó. Củi ở quê mình vậy đó.
ba bốn cục đá kết lại thành cái bếp. Giờ ở nông thôn thì mới thấy mấy cái bếp củi này thôi, chứ ở thành thị giờ xài bếp ga hết trơn rồi. Nhiều quê thì văn giả, tại vì cây cối nhiều, củi thì bao la, mà chụm ga thì mấy ông bà già cũng gọi là hơi tiếc, củi không biết bỏ để làm gì. Mà thôi vẫn cứ xài củi, cái nào xài ga xài, cái nào xài củi xài à, chứ không có. Như mình làm mấy cái món nào mà ngoài chợ thì mình xài bằng củi, còn mấy món nào mà nấu trong nhà mấy nồi sạch sẽ thì mình xài bằng cái nồi không có bị đen á, mình xài bằng ga. Nó bằng gan vậy đó, mình cứ đảo qua đảo lại đi, đảo đều. Sen gan của mình nó cũng bắt đầu bung bung vỏ ra đó cả nhà. Cả nhà thân mến, thì mẻ sen gan thứ nhất của mình đã gan xong cả nhà. Nó bung ra như một cái bông vậy nè, nó nở bung ra trơn, hạt sen bung ra cái bông ăn thơm lắm. Chút xíu mình ăn đi, mình chia sẻ cho cả nhà. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Để đây cho cả nhà chiêm ngưỡng đi. Quá đẹp luôn cả nhà. Đang gan mẻ thứ hai nha cả nhà. Tại nhiều quá, cái chảo này nó hơi nhỏ nên mình gan mẻ là nó không có hết, nên gan hai mẻ. Gan mẻ thì nó không có bung, nó không có ngon. Cả nhà đợi mình gan xong rồi mình chút xíu mình quay ăn uống rồi chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà thân mến, thì mẻ sen gan thứ hai là mình cũng đã gan xong rồi nghe cả nhà. Nó nở bung đẹp lắm, mì gan như cái bông sen luôn á, đẹp lắm luôn nè. Đó, à, sen bung ra hết trơn luôn đó. Mình bây giờ mời cả nhà ăn cùng với mình nha, ăn cùng cái mẻ sen gan thứ hai nè. Hình như nó nóng, đang nóng nóng nè, mình ăn nghe cả nhà nè. Mời cả nhà nè. Nè, mình lột ra dễ lắm. Cái này nó bung ra vậy nè, rồi mình lột ra vậy nè. Nó lột ra nó cái vỏ đây mình bỏ, để đỡ bên này đi. Trong này có cái nhị sen, trong này nè, nhị sen này cũng rất là tốt, mình có thể mình ăn luôn cũng được, không ăn cũng không sao. Cái này thì nó hơi nhẵn nhẵn thôi, nhị sen này nè đó. Còn mình ăn xong cái hộp này thì mình ăn riêng cũng được. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn cùng với mình nha. Nè đó, một nắm luôn đó. Mình ăn rồi mình cảm nhận coi ở nhà xem nha, coi cái sen gan này nó như thế nào. Rồi mai mốt cả nhà có dịp về quê mình đó, mình gan đãi cả nhà ăn nha. Sen gan này thì nó bùi bùi, ăn nó thơm thơm. Tại vì mình nấu chín rồi mình gan lại á, nó thơm. Thơm thơm mà bùi bùi, ngon lắm. Ăn tiếp đi cả nhà. Nè, ăn tiếp cả nhà ơi. Đó, một cái chảo, một dĩa nè, đó. Đã chưa? Mày uống nước trà là nó ngọt ngọt, nó đã lắm. Mình ăn luôn cái nhị nha. Ăn đã lắm cả nhà ơi. Cả nhà lại xác mình đây nè, xác coi mình ăn nè. Đã lắm. Lột vỏ ra đơn giản lắm. Cái này mình gan, cái này mình để chắc được vài ngày đó, ăn cũng ngon lắm. Rồi cả nhà cứ coi như cái này là nhà của mình đi, mình cứ ăn thoải mái, mình ăn hết mình gan nữa, mình vô trong ruộng á, mình mua, không mua thì ta quen thì ta cho gan thoải mái luôn, ăn luôn. Cả nhà cứ coi là nhà của mình nha, ăn thoải mái đi, ăn cùng với mình đi. Chứ nhiều đây mình gan mình ăn không hết đâu, nhiều lắm. Nếu cả nhà ai mà thấy thích là sen gan này thì cứ vô xem video của mình ha. Xem video của mình chia sẻ chi tiết về cái cách gan hạt sen này như thế nào. Và đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem nghe cả nhà, để cái món ăn mang đậm chất đồng quê này được lan tỏa đến mọi người nha, nghe cả nhà. Đó, cả nhà ăn cùng với mình đi. Thì video đến đây thì mình cũng đã quay
chia sẻ về cái cuộc sống đời thường chân thực nhất. Thì cả nhà thì cũng xin tạm biệt cả nhà ở đây, và hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ một món ăn khác cũng chân thực đời thường tại quê nhà của mình hay làm cũng hay ăn. Xin chào cả nhà ở đây nha. Hẹn cả nhà ở một dịp gần nhất, mình sẽ nấu nướng chia sẻ cả nhà nữa.